Chào các con học sinh lớp 2 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt Các con xem video bài giảng Thấy cô giảng dễ hiểu Bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem Bạn nào chưa đăng ký Vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo Kênh Dạy con học tiểu học nhé Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới Bộ sách Cánh Diều Tập 2 Bài viết 2, trang 143, Đề bài Viết một đoạn văn ngắn về người thân của em Bài làm Bố của em là một người bố tuyệt vời Năm nay bố 39 tuổi Hiện là thợ xây Làm việc ở các công trường xây dựng dáng người khá gầy Nhưng bố rất khỏe Khuôn mặt bố vuông chữ điền Mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc làn da ngâm đen về những tháng ngày vất vả làm việc. Bố luôn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về và trông rất mệt mỏi. Tuy công việc vất vả nhưng lúc nào bố cũng cố dành thời gian để dạy em, học bài và chơi cùng với em. Mọi việc gì khó nạ khó hay nặng nhọc, bố bảo chờ bố về rồi bố làm cho. Nên trong lòng em, bố là người vĩ đại nhất. Em rất yêu quý và kính trọng bố của mình. Bố luôn là tấm gương tuyệt vời để em noi theo mà phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt. Đoạn văn thứ hai Trong gia đình, người em yêu quý nhất là bà ngoại. Năm nay, bà em đã gần 70 tuổi, nhưng bà còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Khuôn mặt bà phúc hậu, mái tóc đã bạc trắng như cướp làn da in hẳn dấu vết của thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ hồng hào tươi sáng bà luôn yêu thương quan tâm con cháu hàng ngày bà đưa đón em tới trường và nấu cơm cho em ăn vì bố mẹ bận bịu bà còn dạy em học bài và kể chuyện cho em trước khi đi ngủ em mong ước bà sẽ luôn khỏe mạnh và sống mãi bên em đoạn văn à, viết về người thân của em đến đây là hết rồi cô chào các con